Okay, done. I love you, Australia. What's your name? My name is Dayong. Instagram. Linda 121. Chào anh em, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Và chào mừng trở lại với cái series đi Hàn Quốc của mình. Thì nói thật lần này mình đi mình không quay vlog nhiều lắm. Tại vì một phần là vì mình muốn tận hưởng cái chuyến đi này. Thay vì cứ lúc nào cũng phải chăm chăm tập trung vào việc phải làm vlog, phải quay như nào cho nó hay. Mình quyết định không quay nhiều mà chỉ tập trung vào những cái mảng liên quan đến thời trang của Hàn Quốc mà thôi. Chủ đề chính của video ngày hôm nay sẽ là mình dẫn các bạn đi shop vintage, là những cái shop bán đồ si ở Hàn Quốc, để các bạn có thể hiểu hơn một phần về giống như là lịch sử thời trang, đường phố của Hàn Quốc được sinh ra như nào. Nhưng mà trước tiên giờ mình sẽ đi tới một cái gọi là cái gì nhỉ? Gọi là museum, là bảo tàng nghệ thuật, thì để mình lấy một chút cảm hứng sáng tạo từ đó. Tên bảo tàng là Liam nha các bạn. Nhân tiện khoe luôn cái áo mình mới mua ở cái khu hàng chợ video lần trước mình có giới thiệu cho các bạn ấy. Mình phải mua lên một cái áo lông như này tại vì nó lạnh dã man, nó lạnh vãi lìn. Quần áo bình thường không thể nào chống chịu được. Start from to the second floor and then go down, please. Sorry. You have to start from to the second floor and then go down. Okay, thank you. Ok, chào anh em. Thì đoạn này khi mà mình vào trong bảo tàng mình không thể nào nói to được. Vậy nên bây giờ mình sẽ làm theo kiểu reaction, giống như kiểu mấy anh streamer hay làm ấy. Dành cho bạn nào chưa biết thì cái bảo tàng này tên nó là Liam Museum, và nó là một bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Trong này thì trưng bày rất là nhiều thứ khác nhau, từ những cái mảnh gốm sứ quý giá cho tới những cái bức tranh có phần hơi trừu tượng với những màu sắc khá là khó hiểu. Và có cả những cái thứ đồ vật, những cái đồ trưng bày rất là kỳ dị, giống như ở đây mình thấy có gì giống như củ sắn, củ khoai gì đấy. Hoặc là một cái bức tường với rất là nhiều cái màn hình TV ở trên đó, nhìn khá là dị. Nhưng mà cái mục đích chính khi mà mình đi tới cái bảo tàng này ấy là vì ở trong này có một số căn phòng nhìn rất là nghệ và mình muốn chụp một vài bức ảnh ở đây. Như là căn phòng này, đây là một căn phòng mà có một cái mảng tường với những cái đèn và những cái máy móc nhìn rất là tương lai. Và ở trên trần nhà cũng như dưới sàn hoặc là những mảng tường còn lại thì toàn bộ đều là gương. Nó tạo ra một cái khoảng không gian nhìn rất là ảo, và mình có chụp một cái ảnh ở trên Instagram mình up ở đây. Hay như ở đây là một cái cầu thang hình xoắn ốc, mình có chụp từ trên cao xuống rồi sau đấy mình lộn ngược bức ảnh lại và edit thì nó ra một cái bức hình nhìn cực kỳ nghệ. Cũng như là một bức ảnh khác ở trong một căn phòng khác, đây là một căn phòng cũng có một lớp gương ở trên trần nhà và một cái vòng ánh sáng ở giữa, nhìn nó rất là kiểu thần thánh ấy. Ở trong căn phòng này thì mình chụp được một cái bức ảnh mà mình cực kỳ ưng luôn. Và nếu bạn nào yêu thích nhiếp ảnh và muốn tìm hiểu thêm về những tác phẩm, những bức ảnh, những video mình làm thì có thể theo dõi Instagram Show Me The Money. Đây là Instagram mình chuyên làm về photography và videography. I need you.
Hiện tại thì mình đang đi vào một cửa hàng đồ si ở ngay phố Hồng Đề thôi, để cho các bạn xem đồ si bên này nó như nào. Mới vào thấy cái áo này nhìn đẹp này. Khi mà bước chân vào Vintage Store ở Hàn Quốc thì mình thấy một điều đó là nó rất là đa dạng về mặt mẫu mã cũng như là dòng sản phẩm khác nhau. Có cả sản phẩm đắt tiền, có cả sản phẩm ít tiền, cũng như là có rất là nhiều đồ mang phong cách khác nhau. Như ở đây là một cái áo khoác qua hơi hướng Mỹ Latin một tí. Có rất là nhiều mẫu mã, nhiều phong cách khác nhau, từ phong cách gọi là thể thao, sporty, thổ cẩm hay là deconstruct. Ở cái shop đầu tiên này thì mặc dù nó cũng có khá là nhiều đồ rồi nhưng mà nó hơi bị thiếu đa dạng màu sắc một tí. Thế nên bây giờ mình đi vào shop thứ hai thì nó nhiều mẫu mã đa dạng hơn, phù hợp phong cách của mình hơn. Ôi, cái áo này nhìn đẹp đấy. Khi mà vào cái shop này thì đập ngay vào mắt mình là nguyên một dàn denim dạng kiểu tie-dye, nhìn rất là đẹp, đủ màu sắc khác nhau luôn. Ở ngay bên cạnh cái dàn đấy thì có một dàn denim jacket nhìn rất là đẹp của Carhartt, và nó làm hơi hướng deconstructed. Cũng không hẳn, nó chỉ là làm một số cái áo ghép từ những mảnh vải khác nhau. And I'll tell you, nothing. Và ngoài ra ở đây thì mình rất là ấn tượng với những cái mẫu mà họ vẽ lên trên, họ custom lại. Giống như ở đây là những mẫu denim custom được làm rất là đẹp, với nhiều họa tiết, nhiều cái cách vẽ khác nhau. Nhìn khá là màu mè và kén người mặc nhưng mà thực sự nó rất là đẹp. Đấy, như các bạn thấy, đủ loại màu sắc, đủ loại, đủ mọi cách vẽ khác nhau. Ngoài ra thì có một số đồ workwear với nhiều phối màu, như là kiểu ở đây là một màu navy rất là truyền thống. Và có cả trong này là đồ cosplay, hình như là đồ cosplay luôn ấy. Như ở đây các bạn thấy có cái áo của Akatsuki và một cái áo giống như kiểu hoàng bào. Số mẫu áo rất là lạ, kiểu M&M hay là áo cờ Mỹ như này, đều là bomber, chất liệu rất là dày. Đây là một cái áo denim crop top, nhìn hơi hoa hoè một tí. Có rất là nhiều đồ mang hơi hướng kiểu NBA, bóng rổ Mỹ như áo Chicago Bulls này. Nhìn bên ngoài đẹp lắm. Và có vẻ như người Hàn rất là chuộng đồ, thực ra cũng không hẳn người Hàn đâu, ai chẳng chuộng đồ của Carhartt. Và gần như là khi nào mà bạn vào mấy cái shop vintage, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy đồ của Carhartt được làm nổi bật ở một gian hàng. Cuối cùng ở trong cái shop này là những cái mẫu quần deconstructed, nhưng mẫu quần được ghép lại từ nhiều mảnh vải khác nhau, như kiểu nhung, quần denim hay là quần vải cotton. Mấy cái quần này thì làm mình liên tưởng tới cái mẫu G-Star Jaden Smith, cũng từng khá là nổi vào khoảng cuối năm ngoái. Ngoài ra thì mình cũng có thấy một số mẫu áo parka, những mẫu áo dáng dài. Ở đây một cái áo na ná giống như áo của Phil God, hay là một số những mẫu vest có phần lấp lánh màu mè như này. Và tất nhiên là không thể thiếu những mẫu áo khoác cổ điển mang hơi hướng của những tay đua xe. Thì ở đây là một cái áo NASCAR, nhìn khá là hay ho nhưng mà mình cũng không thích cái dạng thiết kế này lắm. Nhiều người thì lại thích. Hay là Harley Davidson này, nhiều lắm. Bạn mà vào cái shop này thì lựa còn lâu mới hết. Và đồng thời cũng có rất là nhiều dạng áo khoác lông, giống như kiểu áo grunge Kurt Cobain hay là GD ấy. Nhiều loại màu sắc khác nhau, từ da beo, da báo tới màu đen tuyền.
đủ loại luôn. Và tất nhiên làm sao có thể thiếu được những cái đồ cổ điển của những thương hiệu Hibis như kiểu Supreme, hay là ở đây mình thấy một số mẫu áo bếp mà mình chưa thấy bao giờ luôn ấy. Và cuối cùng, classic kinh điển nhất là những mẫu áo Sukazan của Nhật với nhiều cái họa tiết khác nhau, có cả áo cho trẻ con luôn này. Vẫn là những món đồ của NBA champion, những món đồ thể thao, hay là những cái mẫu áo funny giống như kiểu quảng cáo kẹo Kellogg hay là kẹo M&M này. Mình không biết đây có phải là đúng dạng collab thật hay không, hay là người ta chỉ custom thôi, nhưng mà nhìn khá là hay ho. Thì đấy là cái shop thứ hai, thì sau đấy mình sẽ còn đi một đoạn shop nữa, nhưng mà đợi đoạn sau nhé. Các bạn thấy hai cái người mình vừa chỉ tay vào không? Ở Hàn Quốc ấy, nếu mà bạn hay đi một mình ở trên đường thì sẽ rất hay gặp cái trường hợp như này. Đây là sẽ có một vài người tự nhiên tiến tới và hỏi bạn, gọi là hỏi thăm ấy, hỏi là xem có thời gian rảnh không thì rủ đi cà phê, nói chuyện các thứ. Thì những người đấy là gọi là một dạng lừa đảo để gọi là dụ mình vào một cái giống như kiểu dụ vào hội Thánh Đức Chúa Trời ở Việt Nam ấy, để họ có thể sau này họ làm cái gì đấy giống như là moi tiền của mình ra, hay là có những cái commitment, có những cái yêu cầu bắt buộc mình phải tuân theo, mà nói chung là nó không tốt. Nên là bạn, một kinh nghiệm cho bạn nào đi tới Hàn Quốc một mình ấy, mà hay đi trên đường một mình ấy, mà người ta có tới tiếp cận bạn thì đừng có trả lời bằng tiếng Anh hay là tiếng Hàn, mà cứ giống như mình là trả lời tiếng Việt, coi như là mình không biết, không hiểu người ta nói gì, đỡ tốn thời gian. Còn bây giờ thì mình phải đi qua MLB vì mình cần mua một cái bucket hat. Nó ngay bên kia kìa. MLB thì chắc các bạn cũng không còn lạ gì rồi, bởi vì người ta vừa mới mở rất là nhiều shop ở Việt Nam. Thì khi vào đây, mục đích chủ yếu của mình là mua cái nón bucket hat mà mình đã giới thiệu trong một video trước đó. Đây, nhìn nó đây này. Ngoài ra thì MLB ở Hàn cũng có rất là nhiều mẫu mà mình thấy những shop ở Việt Nam không có. Như là ở đây có một cái áo cardigan màu đỏ với cái họa tiết chuột Mickey ở phần lưng mà mình thấy khá là ưng. Cách trang trí cửa hàng nhìn cũng đầu tư hơn và chỉn chu hơn. Có rất là nhiều mẫu áo phao, một cái xu hướng ở Hàn trong năm nay mà mình nghĩ mấy áo này ở Việt Nam cũng bán, chỉ có một số mẫu là không thôi. Những đôi dài rất là quen thuộc của MLB rồi, không cần nói nhiều nữa. Còn lại thì không đặc sắc lắm nên là mình đi ra ngoài luôn. Mới mua xong một cái bucket hat ở trong MLB, giờ thì lại đi vintage shopping thôi. Chắc đây sẽ là cái shop cuối cùng, và cái shop này nó có nhiều món đồ gọi là ảnh hưởng với Mỹ và như kiểu Supreme, Hibis các thứ ấy. Này, mới vào đã thấy ngay cái này rồi. Ồ, bản này là bản collab với Champion. Ở trong này thì có rất nhiều đồ của những thương hiệu như kiểu Versace này, Givenchy, Burberry, hay là những mẫu collab đình đám của Nike, Adidas, cũng như là Supreme, Bep, rất là nhiều cái thương hiệu đắt tiền. Ở đây thì mình tìm thấy một đôi Adidas Rick Owen, cũng không gọi là hiếm lắm, cũng bình thường thôi. Đã được đi khá là biết rồi và mình cũng không nhớ giá lúc đấy nó bán bao nhiêu nữa, tự nhiên quên. Là những chiếc áo Chicago Bulls, những chiếc áo NBA dáng dài, và tất nhiên là không thể thiếu The North Face rồi. Mình để ý người Hàn rất là thích The North Face nhá.
quần Kappa rẻ phết đấy. 65.000. Cái áo phao của Tommy này đẹp vãi. Không biết bao nhiêu tiền. Ở cái shop này thì mình không lựa kỹ lắm, tại vì thứ nhất là nó nhỏ hơn cái shop vừa rồi, và cái shop vừa rồi mình đã đi rất là nhiều, tốn rất là nhiều thời gian, nên đoạn này cũng kiểu hơi bị mệt đấy. Nhưng mà ở đây cũng có một số mẫu áo khá là hay ho, như ở đây một cái áo blazer dạng vừa thổ cẩm vừa deconstructed, hay là những mẫu áo đầy màu sắc của Versace, và một có cả một số mẫu Chanel nữa. Nhấp nháy không kém. Sau khi mò mẫm ở trong này thì mình mua được hai cái áo khoác. Đầu tiên là một cái áo bomber hai mặt, một mặt bên trong là mặt màu xanh nước biển và bên ngoài là màu đỏ như này. Và một cái áo bóng chày denim của Yankee. Chắc là mình sẽ review kỹ hơn ở một cái video nào khác. Vậy thì đang quay hết pin. Đang nói là tới một lúc nào đó những cái trend, những cái xu hướng ở thời điểm cũ nó sẽ được mang trở lại thời điểm hiện tại và được hot trở lại. Thì cái thời trang vintage, thời trang đồ si của những năm 90, 80 nó luôn luôn là giống như là kiểu trung tâm của cái vòng tròn đấy. Mình nghĩ là mình sẽ làm hẳn một video riêng về chủ đề này và nói rõ hơn cho các bạn, chứ nói như thế này thì nó hơi bị mông lung quá ấy. Nhưng mà nói chung các bạn nên tới các cửa hàng vintage, bởi vì các bạn sẽ thấy rất là nhiều màu sắc quần áo ở đó và rất là nhiều phong cách khác nhau, và cái gu thẩm mỹ của bạn sẽ được nâng lên rất là nhiều. Còn bây giờ chắc là mình hẹn gặp lại các bạn trong video tới trong cái series đi Hàn Quốc này. Mặc dù không quay được nhiều nhưng mà cố xem hết đi.